Không, ở đây nó đẹp. Nó đẹp lắm rồi. Tính làm cái cây sắt nó đã luôn. Quay dính đi. Quay rất khéo cái bàn nó đẹp. Nó đã qua đi cộng hòa. Bạn gái chú Thành hôm qua đi cộng hòa. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đâu rồi giúp con giấy. Sao sao cứ đứng nào quý bà trẻ gì không biết làm gì vậy, cao chứ không bị mạnh nữa kiếm sống được hết đường luôn. Quá hay gì vậy, ừ. Chạy tới chúng rồi độ tới đó nó giật lại ông lại bóng. Một giải rồi, quá. Cơ hội đó. Cơ hội làm bàn. Ngay nữa. Hôm nay là ngày nữa rồi. Hãy
đi đó, mà bài bài kiếm bảy cực điểm cũng được, đỡ gỡ. Đúng là nhảy bì. Có thằng nó về đi là 2, 3, 4, 5 không. Con muốn tăng đồng rồi, biết chưa tăng đồng rồi. 62 rồi. 2 trên đó, 2 trên đó. Ủa lại vô hình, muốn tới 6 quát các nhiều điểm vậy? Cái máy điểm này hả? Đúng thấy mừng. Đánh cả tháng cứng mà để gì cả tuần lễ 10 bữa còn gì đó xả đi. Tôi đánh đỏ rồi đó. Bây giờ con chồng này cũng là cái lên vô mà. Vô quý vậy, cũng hay vậy. Cái này không đủ không? Còn nhiêu. Thành về mua cây cơ, bỏ đây cây nữa. Bỏ cây bên đây cây luôn, chừng nào qua đây thì lượm. Con chơi đi vậy hả?
Ờ, bên này khó ăn hơn, mà nó bển rồi uống ông cách 50, 70, 100 kia. Bên này quýnh đồng, quýnh đồng. Quýnh đồng rồi không dễ chơi chết. Quýnh dễ hơn. Bển nó cấp không hả? Nó bển rồi, đâu ai đụng nổi với Thành. Qua đây ăn gì sao, ăn, ăn bên đây không nổi luôn. Có cái gì da này quýnh cơ nghe không đó. Con nhà bữa con đánh một kiếm, con kiếm mà đấu khổ tập không xuống đây nha. Đấu rảnh rồi là bay xe xe. Coi chú Thành nó đi đi không được. Được hả? Không đi đi không được hả cô Thành? Chuyện này tôi qua tôi rước luôn hả ơi. Đúng rồi, nhiều rước qua đây chơi với con còn trời. Qua đây chơi hiếp chơi gì tới. Bà lúc nào tiếp không chơi không quay. Không có chủ bàn ra dứt cờ. Chủ bàn muốn đâu có tệ đâu mấy không. Trời ơi, trời ơi, cũng nóng gì vậy. Con trái mà đi ăn trái con nãy gì đâu. Ở ra xíu đi. Ở đây là toàn là cơ động không à. Ở bên đây là cơ, điều cơ luôn á. Yếu có yếu, động có động. Tiếu như một trăm rồi. Ra đúng, chúng ta vô băng này quýnh sao rồi. Để lại cái căn này nó chỉ á. Quýnh. Còn như đọc á, là thầy giáo nè. Chú đọc thấy ok, mùa một là quýnh ok. Quýnh ok. Nói chung là cơ động, có cơ động thế. Còn nếu mình đã dễ chơi tay hơn như bên chỗ. Ôi, không đủ cũng còn như tôi khá. Như vậy. Một. Yếu, một chút cách thầy nhiều. Chắc 4 năm trực, 5 6 trực, nó hết. Lần qua, mà đọc là động cơ. Nếu thầy mà qua bánh con này thôi khỏi. Vô chỉ có không có nhiều đâu, 20. Ừ, nghe chụp là chụp lắm cao rồi, không có 4 đâu. Không không có xe à, để con... Để con chạy qua nước bình thường. Nãy buồn ngủ quá trời, mệt. Đi giờ 4 giờ. Thảo chú Thành cho số điện thoại con nha. Có gì mang về. 4 giờ đi rồi cho nó buồn ngủ. Mang về chơi con mà chơi. Quýnh đâu cũng khổ không, dễ quá cũng khổ không chơi. Con đi chơi lập đồng, chơi nó thoải mái. Không tí thằng kia qua đây, có nấu qua đây chơi. Chú Thành cuốn chứ không tí được. Không tí quýnh hiểu à, quýnh lại. Chắc có tới trăm điểm rồi. Trăm điểm hả? Trăm mũi trong lại. Anh đến dưới quyền này là anh vô cơ kia đó. Lại bạn đây kéo nhẹ ha. Giờ quýnh nó ra bị mất quýnh. Kéo nhẹ thiệt. Được lắm nhẹ lo. À, quýnh bị mất lắm mất. Quýnh lại. Nó mặt đầu quýnh lại. Cái cách là mãi quýnh lại. Rồi 100% quýnh lại. Bà nãy đi cơ 50-100 ngoài bình thường. Quýnh á, nhớ tôi quýnh á, 50 trong ngoài đúng không thật. Mấy bạn cưng kéo nhẹ, mấy bạn kia quýnh dễ thì cơ hơn à, có là kia là bạn đá B chứ không B, nhưng mà không, B, ít B không B. Nó B chứ không B, nhưng mà nó cái như là người ta là 8M, còn ở đây là 8M vậy đó. Mà có cái loại B thì mình thả cái đó, nó mỏng nhưng mà nó dập trúng, nhưng mà nó trúng vô cái nét của mình không có như ý muốn của mình thôi. Mình khi mình ra ngay cơ cũng không chừng nữa. Nhưng mà nói chung là các bạn nó không 100%, nhưng mà nó là mình đã đạt 90% là cái gì vậy đó. Nói chung bạn chạy bằng một cái này mình thích cái này và thôi chú Thành chơi, chú Thành biết mà quấn với bạn với con với cái quấn với bạn ta cũng thấy khác xe nhau sự những khi bạn con không là chú đồng nào kêu mấy cái bạn thì bạn không lại nha. Chứ dùm dùm bạn thấy lại là con không hứa bạn thua ta. Cũng chính mừng thôi chứ không thua bạn ta. Chấp nữa. Bạn con chính mừng với bạn chơi. Bố không thua bạn ta. Mà chưa ghét bạn thì chẳng ngon bạn con. Lắp bậy vậy. Có cái thằng quá là chết. Và theo đó là ít tài số luôn. Kiếm chủ hành cao. Mình biết chào mà mới qua đây chơi mấy mấy ngày mà sao mà trả thù nhiều giúp chứ biết. Một ăn đâu xa lắm mà gì mà. Dễ ăn chú Thành quá rồi. Không có ăn nhưng mà quýnh chú Thành hứng. Quýnh chú Thành nó hứng hơn là quýnh ở đây nó quen rồi, quýnh chú Thành nó hứng hơn. Đụng bánh xương không? Trời ơi, đụng bánh xương gầm không đó, dễ ăn không quá trời, dễ ăn. Mình hứng, mình đủ. Thôi mà khó mình nữa rồi. Người ta hay mình cố gắng xíu. Nó dễ. Đủ. Mất xe không? Mất xe nhéo ra góc lên, góc 90 rồi mắc cái lụm rồi. Rồi bố. Đá xì. Đá xì. Hay lắm đá. Cái nãy là thua. Cái nãy đã ghê luôn. Hả? Mình đá hay không chút? Không đá. Đã dậy quá. Đã dậy. Làm khó, làm khó. Chứ là nó chưa quên, không bó rồi. Chứ nó quên, không bó rồi. Đá quá. Quýnh bằng hơi bị giòn lọt rồi từ luôn kẹo chứ quýnh mà quen cái quýnh hơi bị khó chịu quá rồi. Bánh hay rồi. Hay nhưng mà quýnh lậu à. Anh chưa quên băng.
đó là những muối rồi đó, nó cũng hai băng rõ ràng luôn á, chứ không phải một băng. Lúc gì là đổ, ông chưa có quen băng không chứ ông quen băng mỏng có thể bị khó chịu xíu. Qua bà mới đủ chét này nha, lọt qua bà mới đủ chét này nhá, bà mới đủ xả nè, bà mới đó là xả, vô lúc nào lúc đó, bà mới đó là quấn chuyển băng luôn đó, bà mới đẩy vô băng mấy chuyển băng. Mới lần nữa thôi bàn mới bây giờ chưa được tháng rồi bỏ quanh bộ bàn quấn vô nó bị cuốn, nhưng mà mình quấn bình thường thôi, nhưng mà em biết chơi bây giờ mà giờ thấy bộ bàn em quấn chứ bây giờ vô cái bàn thấy nó bị cuốn nữa rồi bộ bàn này mỏi nó nói bộ bàn quấn được đó, bộ bàn bị cuốn thì quấn vẫn được, nó nói thôi vẫn chơi bây giờ mỏi không có thể đổ bữa chơi nói thôi bộ bàn mấy triệu bạc á, mấy bộ bàn còn bộ bàn lắm. Mà khách lại chỉ đó một lần chỉ hai lần rồi bỏ, không bao giờ quấn chặt tiền đi quá mấy cái đó là bị ở cái là gì nè, không có đủ vốn để lấy luôn cái bé dưới vỗ mày là mới thôi, nó mắc hơn các bạn một triệu bán nó tốt rồi được rồi, là nói chung dở là chỗ cái đó ta cũng đủ vốn thôi, còn nè bằng bộ ngon cả đi toàn bộ mới toàn bộ cáo xẹn luôn, không có cái gì mà có mà bị ra quýnh có cái gì đâu mà để phải nó là cái miếng dán như gõ là cái chữ mà nó liên quan gì tới bộ viên mình hay đâu, chủ yếu là đang học dưới đó bằng bó rồi thôi đi mà một ok rồi mà bây giờ nó hết không có lý do dân lại bó cái gạch mạnh lên bó cái dân cái gì bởi học chứ được rồi. Các bạn ở đây nè, mà không cho yên dặn qua các bạn, nó dặn tới, nó dặn bị trở ra. Sao mà biết rồi ta? Một cái sảnh, cuối tôi đi yên dặn, còn chỗ bàn, bộ viên 3 chảy, bộ nó bộ viên giảm, bộ viên màu cũ, nó thầy bàn, em không lấy. Thì một tiền hôm đó thôi, giờ đưa mấy bộ mới cho em đi, bộ viên cũ không có lấy. Bộ viên cũ là bộ viên giao bàn, chẳng là bộ viên bỉ luôn, bỉ tộc bộ bỉ luôn, nhưng mà nó cũ xì rồi, em không lấy. Nó thôi đưa mấy bộ viên mới cho em đi, rồi bây giờ tiền em bộ viên thêm. Và bộ bây em bộ thêm 1.7 nha, bỏ một bộ em bộ thêm 1.7 nha, là 2 bộ đó, bộ như khách, bộ như khách dễ quýnh mẻ viên rồi, nhưng mà thôi khách chơi không nói, mẻ là thôi đỡ mẻ rồi, có gì đâu nói, không có ý đâu, người ta không có ý nhưng mà thật là tình người cái tánh người ta quýnh vậy, không nói được, mẻ lỡ mẻ rồi thôi, hơn dẫn quýnh mình được, bởi chứng thận qua đổ xuống với cái gì cũng ngắt, bộ bị mẻ đó, không quýnh gì, nếu quýnh mà không gạch đất lạnh thấy không, quýnh cái dặn 4 đổ luôn, chứ bị dặn lên cái mép gạch đó nó nổ 4 đổ chỉ là thằng con mẹ đi đường đâu dữ rồi trên trong những người chuyện đó chửi mỗi người dân là dân với gạch này không sợ là sợ là mấy cái cạnh đầu đó rồi vì là khó mẹ đó vì là khó mẹ là làm cái nhóc mình được rồi cái này cái là ở diện như luôn nó trời bán quả nào tí cho tết cái này cũng được như là đúng mà cũng có mấy bạn mà trời cao hơn một gạch hết á, cầu quả cao hơn quá, tại cái bạn này không phải là tại cái bạn mà tại cái nền của mình, cái nền không có rồi có hồi đó mà không phải là cái nền này, để là cái nền để bị dè cái nền này lót gạch đó là để là từ trên nó cao về xuống dưới là để cho có mưa gió rồi là nước nó chảy ra ngoài cũng phải là để chơi bị dè sao mà cái nền trên nó heo ở dưới này chim hay gạch nè, mà nền trên nó sạch chuẩn heo nó bằng với nhau, còn ở bên đấy nó còn lại thấp hơn nữa thì bắt buộc phải nâng gạch, nâng gạch bởi vì giờ cái bàn nó cao hơn cái bàn mà chở xíu, nhưng mà cao cao cái bàn mà cao nhưng mà người ta lộn quá rồi không phải chở xíu chứ thành quá nó lại bàn cao mà nó cao thiệt cao hơn người ta bán 5 thước hơn á, sao cái bàn nó cao nhưng mà bàn muốn chuẩn một cái hạ xuống cho bàn hạ nhưng mà tính là tính còn cái tính xuống cái nữa cái sợ cái gạch này kia xuống bê bẩm rồi nữa cái nó khó khăn rồi thôi bạn đang okay, quá bây okay. Giờ đang ngon mà đang ngon đang quýnh nó không lại không bê nó không gì kia để luôn đi chứ hạ xuống nó chỉnh được á mà sợ nó lại góc này góc kia rồi biết được nó chỉnh mình thở lên chỉnh thì được á mà lỡ một hai ngày sau nó bê rồi thì đâu có lên được phải đợi 2-3 ngày sau mới lên thì thôi để đợi đi chứ chỉnh tới chỉnh đâu chi từ hồi gắt hai bàn thì giờ đó nó chỉnh sửa chỉ là tay gãy hai bàn thôi cái nào đấy nhất là bê tông sau lúc đó chả lúc như bê tông nữa bê tông cao bê tông cũng kém lắm lúc thì đóng chả lúc tại có trong cái đảo trong cái cao thấp nè đổ ra mình đủ chưa cơ đủ mấy rồi 80 cộng điểm là đủ rồi đủ rồi đây khó rồi nè
Ờ, cái này thôi, cái này quýt trứng đỏ trứng vàng là làm cái gì thôi. Cậu về đứng ta. Cậu cứng gì vậy? Nó bạn vàng nó vậy 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 vậy. Đủ rồi. Chú đã hỏi con tiếp chú chơi. Đang ăn nhọc.